là thế này vậy. I believe in the future of dragonkind. Let's have some fun. Đợt sau thì nếu mà đủ tiền thì mình bán con này đi, mình lên cấp thì cho hai con này vào, mình có tanh luôn. Cái phát lại rồng mình thấy cũng bình thường lắm. À, bây giờ bỏ con gì đi, bỏ con này đi à, bỏ mất con mâm mâm à. Con này chắc chắn là ngon hơn rồi. Kiếm sau vậy. Con này chắc chắn là ngon hơn con chim băng rồi. Nó cầm được đồ luôn ấy. Màu xanh không ngon. Có được chim băng không? Cho được chim băng vào. Mà em mày đẹp hơn mình nhiều. Hình để con này câu chim của con skin của con chim băng ấy, cứ thắng rồi. Câu được hai phát này. Ồ, pha này mà thắng thì đúng là xếp hay á. Tại vì mình để con ấy ở đây câu được hai lần chiêu của con chim băng á. Pha này thắng hay quá. Đúng là game kỹ năng anh em ạ. Anh em để ý không? Cái pha mình để con Heimerdinger góc bên này mình câu chiêu con chim băng hai phát không? Thắng luôn đấy anh em ạ. Đấy. Những con này kẹp vậy á. Jorin Griffith hết kiếm luôn này. Ở cái tạm này đã nhá. No prison can hold me. Lõi vàng. Mạnh quá. Mao xin này mạnh quá. Nó đánh mẹ ao xin luôn quá. Đánh luôn. Hôm nay mình bỏ cái này đi cũng được này. Mình có một đống hệ luôn.
Ai mà chưa like cho mình xin một like nhé mọi người. Đó, mọi người nhớ. Đấy, nếu mà tính ra là mà full hệ đấy, mình là phải 12 hệ đấy, nhưng mà nó chưa kích đủ cho mình. Kích đủ là phải 12 hệ đấy. Tính solo với thằng Ly tính sau anh em. Có Zoe vào là khắc bọt ngay. Có thêm một con phụ đam thì có tanh, skill CC các thứ nữa, có chữa. Giờ mình chỉ còn Austin, Austin 2 là top 1. Nói chung là cũng khó đấy các bạn. Tại vì cơ bản là con Lee Sin này á, nó có cái lõi này này. Nó nguyên tố luân để giết người nó hồi mana ấy. Cũng hơi nguy hiểm tí. Mà là ngày mai á, ngày mai nguy hiểm. Tôi đi khóc bọt chưa? Ngày 9 Ngọc Long. Ngày Austin 2 thì mình ăn chắc. Austin 1 vẫn đang chưa đủ đam. Ảo thế nhỉ, không ra con Austin nào luôn mà. Tỷ lệ là 19% rồi mà roll chưa ra con Austin nào. Ai mà chưa like cho em fix xin một like nhé anh em, cảm ơn anh em nhiều. Ông Austin 2 thì ăn chắc. Với cả nãy nó gặp mình là không, con cóc của mình là cóc 1 sao, không phải cóc 4 sao. Thằng Ly nó đấm trong kia nguyên nhà, ngon. Biến pháp sư hoặc là dây chuyền này. Mình chắc là mình lấy dây chuyền nếu bắt được. Còn mỗi biến pháp sư thôi. Biến pháp sư chắc vứt cho Soraka. Tôi roll nãy giờ rồi mà, tôi roll con Austin nãy giờ rồi mà. Không được, tôi ấn mà nó mất cái Sojin thì hỏng luôn. Sao phải ấn được không? Có mà đẩy Sojin ra là đi luôn. Thế là không sao phải ấn được. Sojin ra là liệm luôn. Ai chưa like cho mình xin một like nhé mọi người ơi, cảm ơn.
Hack não ngay, hack cái não thằng này ngay. Mặc dù là ping 230 nhưng mà vẫn hack được cái lão thằng này ngay anh em. Này nó kẹt được 3 ẩn trâu hơn bao nhiêu nhỉ? Từ từ nhá, không ăn được nó, chưa ăn được nó đâu á. Có 3 ẩn anh em nhìn thấy nó có 3 ẩn vào mình trưởng nó mất máu không? Ba ẩn vì nó có cái này này bảo hộ hàng kiểu này, tưởng nó mất máu luôn, lại cả lìn thật. Bị counter á. Ờ thằng này định hack não mình, tao đéo có não mà hack. Thằng định hack não mình em ạ, tao đéo có não mà hack. Ờ. Não này, hack não này. Gọi ra con đấy đi. À. Không gọi ra con đệ. Chưa thắng được à? Cái thế nhỉ? Mẹ mày đéo chết luôn đi. Cái thế. Ai chưa like cho mình xin một like cho mọi người. Mọi người nhiều. Nó tháo lốc à, nó tháo chiếu rồi. Nó tháo chiếu rồi anh em ơi. Đéo chiếu lúc mình tháo mẹ chiếu. Không hack não được tôi nó tháo mẹ chiếu ra rồi. Chắc quá. Tắt thế thì chịu rồi, thế thì đi. Có một subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.